Rồi, xin tiếp tục. Xin tiếp tục một cái bản văn khác ở trong Tin Mừng Thánh Matthew, trong chương 2 của Tin Mừng Thánh Matthew. Đây là một bản văn mà không có đối thủ cạnh tranh. Bản văn nói về các nhà chiêm tinh đến bái lại Chúa Giêsu. Mình muốn to cái chữ này ra một tí để cho thấy là sao con thêm cái hai cái chữ Hy Lạp vào. Hai cái chữ Hy Lạp vào. Thứ nhất là Việt Nam mình cái bản dịch ghi là khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, Giu-đê, thì cái bản Hy Lạp nó viết là Iudaias. Rồi đến cái câu 2 người ta nói Đức Vua, mấy cái ông đạo ở chiêm sinh cái hỏi là Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu, thì cái bản Hy Lạp người ta viết cái chữ là Iudaion. Chữ Iudaias với cái chữ Iudaion kia cùng một chữ. Con muốn lưu ý cái chỗ đấy, bởi vì này này, hồi trước không có biết là nó là cái chữ nào. Hai cái chữ đấy, miền Giu-đê với lại người Do Thái đó, là cùng một chữ. Thế cái chữ đấy nó ở đâu ra? Cái chữ đấy chắc chắn cái địa danh miền Giu-đê và cái chữ người Do Thái đấy nó đến từ có một chữ thôi ở trong tiếng Hy Lạp. Mà cái chữ đấy ở đâu ra thế? Chữ đấy, thưa quý cha, là nó là tên của một trong số 12 người con của ông Gia-cóp. Ông Gia-cóp, ông sinh 12 người con đấy, thì một trong số 12 người con của ông có tên là Giu-đa. Mà ngày xưa đó, người ta dịch ra tiếng Việt mấy cái từ đấy thì người ta dịch, cho nên cái chữ Iudaios đó nó dịch thành Do Thái. Đấy. Xong bây giờ theo cái quan điểm bây giờ thì người ta không có phiên dịch, người ta phiên âm, cho nên nó ra chữ Giu-đa. Cho nên là quý cha thử xem nhé, giờ mình đặt một câu hỏi là ông Abraham có phải là người Do Thái không đấy? Các cha nghĩ thử xem là người ta đặt câu hỏi là ông Abraham có phải người Do Thái không? Có phải không? Không. Đấy. Ông Abraham làm sao mà là người Do Thái thế nào được? Ông Abraham thì đẻ ra ông Isaac, ông Isaac đẻ ra ông Jacob. Ông Jacob mới đẻ ra ông Do Thái mà. Làm sao mà ông Abraham ông là người Do Thái nào được? Ông là cụ lội của ông của ông Do Thái chứ. Làm sao mà ông Abraham là người Do Thái nào được? À, đấy ta xem nhá. Mấy cái đấy nó nhỏ một tí, nó nhỏ thôi, nhưng mà nó là những cái ý niệm rất là rõ ràng mà mình không có minh định, là mình không có biết đâu. Cái chữ Do Thái là phiên dịch, giống như là Mai Đệ Liên vậy đấy. Đấy. Còn bây giờ người ta không dùng cái Mai Đệ Liên nữa, người ta dịch là Madalena. Đấy. Cho nên là nhiều khi cái phiên dịch nó cũng, nhiều khi nó cũng có một chút vấn đề là mình không biết cái từ gốc đó là cái gì. Đấy. Cho nên ông Abraham không có phải là người Do Thái. Ông Abraham là cụ nội của người Do Thái. Bởi vì cái chữ đấy nó bắt đầu từ cái ông Giu-đa. Đấy. Sau cái ông Giu-đa nhá, ông mới từ cái ông Giu-đa trong số 12 người con mới ra chi tộc Giu-đa. Đấy. Sau đến khi đi từ bên Ai Cập về, họ mới vào cái thời kỳ các thẩm phán ấy, sau họ chia đất ấy, thì cái chi tộc Giu-đa nó có nguyên cái mảnh đất to ở miền phía dưới này. Rồi sau một thời gian thì cái chi tộc Giu-đa nó bành trướng và nó lấn lướt cả cái chi tộc Benjamin ấy. Cho nên sau này cái chi tộc Benjamin là không còn đất nữa, mà nhập chung vào với cái chi tộc Giu-đa. Và cuối cùng thì nguyên cái chi tộc, cái phần đất của chi tộc Giu-đa nó trở thành nguyên cái miền nam của nước Do Thái vào thời Chúa Giêsu này. Đấy. Miền Nam Giu-đa. Cho nên cái câu chuyện nó đi là đi như thế. Và
Nếu mà chúng ta đọc lịch sử Do Thái, chúng ta thấy là năm 930 là chia đôi vương quốc miền Nam và miền Bắc. Thì chúng ta đọc sách lịch sử, chúng ta sẽ thấy miền Nam thì có chi tộc Giu-đa, 10 chi tộc miền Bắc. Đấy. Và bắt đầu với cái năm 930 đấy thì một cái nhân vật nổi dậy là Jarobam, Rơ-kháp-am lên làm vua của miền Bắc, vương quốc miền Bắc. Còn cái ông con của cái ông vua Salomon á là tiếp tục làm vua mà chỉ ở miền Nam Giu-đa thôi, miền Bắc là không còn. Xong rồi bắt đầu từ cái năm 930 trước công nguyên đấy thì hai miền Nam Bắc chia ra như này. Bắt đầu từ năm 930, miền Bắc thì có ông vua, rồi tiếp tục với cái vương quốc miền Bắc cho đến năm 721 thì cái vương quốc miền Bắc nó bị xóa sổ vào tay của đế quốc đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Do Thái, đế quốc Assur. Và cái vương quốc miền Bắc là nó chấm dứt ở đấy. Còn cái miền Nam Giu-đa thì nó đi nhá, David nhá, Salomon nhá, rồi Rơ-kháp-am nhá, xong nó đi theo cái dây của miền Nam này. Đấy, cái vương quốc miền nhà Giu-đa nó đi theo các cái ông vua đấy cho đến năm 587 thì bị đi lưu đày bên Babylon. Nhưng mà cái nhóm nó đi lưu đày bên Babylon đó là nó tập trung vào này cho nên nó không bị lai. Rồi sau 49 năm thì trở về. Và cái triều đại của vua David nó vẫn lại tiếp tục ở trên cái miền Nam Giu-đa thôi. Còn miền Bắc lúc bấy giờ là rơi vào tay của đế quốc Assur. Sau đó một cái cuộc sống chung chạ giữa những người 10 cái chi tộc miền Bắc với người ngoại. Cho nên sau khi đi lưu đày trở về từ ở bên Babylon, người miền Nam Giu-đa coi người dân miền Bắc không còn thuần chủng nữa. Đấy, ở trong từ thuật ngữ gọi là lai căng lạc đạo rồi. Cho nên cái câu chuyện, cái bối cảnh lịch sử giúp ta hiểu cái chỗ mà Chúa Giêsu gặp cái người phụ nữ Samari ở trên cái bờ giếng đó. Đấy. Họ ghét nhau từ lúc đấy, họ không còn thích nhau nữa. Cái người miền Nam cũng đi lưu đày nhưng mà họ đi lưu đày trong tư cách là người bị đô hộ cho nên là họ bảo vệ nhau này. Họ không có bị lai căng. Và sau thời gian ở bên Babylon họ trở về thì họ giữ được nguyên cái cộng đoàn ấy, nó còn nguyên không có. Rồi họ trở về thì họ trở về miền Nam, họ không trở về miền Bắc bởi vì quê hương của họ là miền Nam Giu-đa. Và cái triều đại của các vua David nó đi theo cái dòng ở miền Nam này. Và chúng ta đọc cái gia phả chúng ta mới thấy cuối cùng thì đấy, Chúa Giêsu xuất từ cái vương triều miền Nam Giu-đa. Và ở trong tiếng Việt thì ngày xưa người ta, những cái bản văn mới ngày xưa người ta dịch cái từ là không, người ta không dịch, người ta không phiên âm chữ Giu-đa mà người ta dịch ra cái chữ là Do Thái. Đấy, dân Do Thái. Cho nên còn muốn minh định cái chỗ này để cho chúng ta thấy là chữ Do Thái với chữ Giu-đa là một, không có khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta có nghe người ta nói chữ Giu-đa thì chúng ta cũng biết là Giu-đa là chữ phiên âm. Còn cái chữ mà ra tiếng Việt mà phiên dịch là Do Thái. Đấy. Cho nên người có những người mà ở các chi tộc khác, 10 cái chi tộc miền Bắc không phải là người Do Thái. Bởi vì ông tổ của họ không phải là ông Giu-đa. Ông tổ Giu-đa thì ông ấy chỉ là ông tổ của cái chi tộc Giu-đa miền Nam này thôi. Những người của 10 cái chi tộc kia là người Israel. Đấy, dân Israel, con cháu của Jacob. Đấy. Và trong số một nhân vật của 12 cái nhân vật con cháu của ông Jacob là ông Giu-đa. Đấy. Mà dịch là ông, bây giờ mình dịch là ông Do Thái chưa nghe bao giờ, nhưng mà cái chữ Giu-đa là cái chữ Do Thái. Cho nên ở chỗ này con chỉ muốn minh định một điều là chữ Giu-đa là chữ phiên dịch, còn chữ Do Thái là chữ phiên âm. Bây giờ người ta thích dùng cái chữ phiên âm nhiều hơn. Cho nên mình không biết là cái chữ Giu-đa nó ở đâu ra, cái chữ Giu-đa nó bởi cái chữ Do Thái đấy. Chữ đó.
Ngày xưa thì chỉ nói về chữ Do Thái thôi, không có dùng cái chữ Juda. Bây giờ thì người ta thích phiên âm nhiều hơn. Đấy là cái minh định thứ nhất. Ví dụ như là bây giờ nhá, ta dịch cái câu này vẫn đúng này. Đức vua dân Juda mới sinh hiện ở đâu? Hoàn toàn đúng. Tại vì mình quen dịch cái chữ Do Thái thôi, chứ giờ mình đổi cái chữ Do Thái thành cái chữ Juda, mình nghe nó lạ thôi, chứ còn nội dung là giống nhau. Hay là cái dưới này, Bethlehem miền Do Thái. Đấy, mình không dịch quen thế thôi, chứ còn mà dịch thế vẫn đúng. Bởi vì cái chữ thôi, chữ nó nói về cái tên của cái nhân vật đấy, sau cái tên của nhân vật đã trở thành cái địa danh. Đấy, đấy là cái minh định thứ nhất. Rồi cái minh định thứ hai của cái bản văn này là một cái câu hỏi đặt ra là có mấy nhà chiêm tinh. Đấy, thường thì người ta nói đến ba, nhưng mà bây giờ chúng ta ngược lại cái bản văn này xem. Cái bản văn Việt Nam mình dịch như vậy là khá tốt. Thời vua Herodê trị vì có mấy nhà chiêm tinh. Có mấy nhà chiêm tinh? Mấy nhà? Mấy nhà chắc chắn là không phải một. Nếu mà một thì người ta không biết là mấy nhà. Đấy. Đây, nếu mà mình đọc cái bản văn tiếng Hy Lạp thì chúng ta sẽ thấy người ta nói là Idu Magoi. Idu là này, Magoi là các. Magoi là số nhiều thôi chứ không có cái gì cả. Idu Magoi Apo Anatolon Paregenonto Eis Ierosoluma. Này, mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông Paregonto đến đâu? Đến Ierosoluma, Jerusalem. Cho nên bản văn Hy Lạp thứ nhất ghi về cái danh từ này thì thứ nhất là không có mạo từ, là không xác định tên. Thứ hai, ghi nhận số nhiều, không có phải số ít. Cho nên ở trong tiếng Việt mình dịch là có mấy nhà đạo sĩ là đúng, mấy nhà chiêm tinh. Vậy thì số 3 này ở đâu ra? Số 3 này có lẽ từ ghi nhận của Matthew ở câu 11. Bản văn tiếng Việt dịch là rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. Cái chữ này là một dược, ngày xưa không biết sao lại dịch thành mộc dược. Cho nên vì đây, vàng này, nhũ hương này, mộc dược, một dược này, ba cái lễ vật, cho nên có thể người ta nghĩ đến ba ông. Chứ còn bản văn Kinh Thánh không có minh định ba ông, không có. Đấy, rồi trong một cái cuốn sách chú giải nó ghi là câu này tiếng Latin, còn là câu này viết bằng tiếng Pháp thôi. Vàng, nhũ hương và một dược thì nó nhằm gì? Nhằm dâng cho ông vua này, nhằm dâng cho Thiên Chúa này và nhằm dâng lên cho con người. Tức là ba cái hình ảnh này người ta nói đến tư cách là vua, tư cách là Chúa và tư cách là người của Đức Giêsu. Đây là một cái cách giải thích về ý nghĩa thôi, chứ không phải là cái gì quan trọng cả. Nhưng mà đây là một cái ghi nhận trong một cái bài thơ bằng tiếng Latin rất là lâu đời của Kitô giáo, nói về ý nghĩa của ba cái vàng, nhũ hương và một dược đấy. Cho nên chúng ta không có biết là có mấy ông đạo sĩ, mấy ông chiêm tinh, không biết. Trong Thánh Kinh là không nói, chỉ nói là có mấy thôi. Từ phương Đông, cái chỗ này nó cũng là một cái ghi nhận rất hay, thưa quý cha, cái từ phương Đông này. Cái chi tiết từ phương Đông này, tại sao mà cái chi tiết này nó hay là bởi vì này này. Nếu mà chúng ta nối cái chi tiết từ phương Đông này này với cái trình thuật ở trong Sáng Thế 3:24 ấy,
thì cái bản văn Sáng Thế 3:24 là nó nói là hai ông bà bị trục xuất ra khỏi vườn địa đàng, và ở phía đông vườn địa đàng có hai thiên thần cầm cái lưỡi gươm lửa đứng đấy gác. Cho nên á, phía đông vườn địa đàng từ đó trở đi là có hai đứa mất nết ở đấy. Hai cái đứa mất nết đấy. Và thực sự ra trong cái truyền thống của Do Thái thì phía đông là phía của người ngoại. Đấy. Phía những người không ra gì đúng không? Ở chỗ phía đông. Nhưng mà từ phương đông, đấy ta xem nhé, cái chỗ này ông Matthew viết chỗ này là rất hay đấy. Từ cái phương mà chúng mày bảo nó mất nết đấy, thế là Chúa ra đời là nó biết đến, còn chúng mày là cứ ngủ căng thây ra chả biết quá gì cả. Ngày xưa trong người Hàn Quốc có đóng một cái phim, chả biết nó nội dung nói gì, nhưng mà nó có một cái từ rất là hay kinh thánh là phía đông vườn địa đàng. Biết là có, các cha có xem cái, con chỉ nghe cái tên thôi nhưng mà biết cái phim đó nó bảo cái gì, nhưng mà cái từ phía đông vườn địa đàng là có hai cái đứa mất nết này đấy. Và thiên thần cầm cái lưỡi gươm gác ở ngay cái chỗ đấy. Thế xong cái chỗ Matthew 21 này thì nói là các ma goi từ phía đông đến đấy, từ phương đông đến, từ cái phương mà của những người ngoại đấy, những người đấy đến tìm kiếm và thờ lạy Chúa đấy nhỉ. Rồi chắc là chúng ta có thể nghỉ một chút, sau đó thì con sẽ trình bày tiếp cái những cái dấu chỉ và những cái giải mã của cái trình thuật các chiêm tinh này. Xin các cha nghỉ nhé. Cảm ơn các cha. Kính thưa các đấng, vừa có nãy cha hỏi con là thư gửi tín hữu Do Thái hay là thư gửi tín hữu Hebrew? Con giải thích một chút, nó hơi loằng ngoằng một tí, nhưng mà con có thể hiểu được chứ không có vấn đề gì. Hồi nãy giờ con không nói gì đến cái chữ Hipri, mà nãy giờ chỉ nói đến chữ Juda và chữ Do Thái. Cảm ơn cha Phó Giám đốc Diễm vừa giải thích cái chữ Juda là cái từ mà ngày xưa tiếng Việt nó ra từ cái tiếng Hán. Không biết có phải cái này không nhỉ? Tại cái chữ La Mã, không biết cái chữ La Mã ở đâu ra, nhưng mà cái tiếng Tàu nó là Lô Mã hay là cái gì đó, phải không ạ? Đại khái là thế. Thành ra đó, người Tàu không nói chữ R được. Đang khi đó người Việt thì nói chữ R được, chứ mình cứ đọc Roma thôi. Nhưng mà người Tàu không đọc Roma, đọc là Lô Mã. Thế người ta đọc Lô Mã, mình đọc La Mã. Việt Nam mình thông minh thế. Tại lúc con bé cứ thấy các người này người kia bảo là đi hành hương Đức Mẹ La Mã ở Bến Tre ấy. Bảo quá sao ở dưới lại có cái La Mã nào ở đấy nhỉ? Chỉ nghe thấy đế quốc La Mã thôi chứ. Phải với đế quốc La Mã nhỉ? Đế quốc Roma. À thế thì Đức Mẹ đấy, Đức Mẹ Roma. Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Nó nói dùng như cái từ thế. À, thế thì cái chữ Hipri là cái chữ ở đâu? Bây giờ muốn trả lời là thư gửi tín hữu Hipri hay là thư gửi tín hữu Do Thái thì phải minh định là, à cái chữ Do Thái thì vừa giải thích rồi phải không nào? Do Thái là đây này, đấy, Juda đây này, đấy. Thế bây giờ cái Hipri nó ở chỗ nào? Thì là nó như này. Ở đây không có cái cuốn cái thánh mà con không để ý, nhưng mà ở trong sách Xuất Hành nói rõ ràng một điều này. Ông Abraham người Hipri. Ông Abraham người Hipri giống như là nói Đức Cha Phó Bắc Ninh người Kinh, người dân tộc Kinh. Ông Abraham người dân tộc Hipri. Ông Abraham không có là người Do Thái nha. Đấy, nãy chúng ta đã nói rồi phải không nào? Đấy, ông là cụ nội của người Do Thái chứ không phải ông là người Do Thái. Nhưng mà trong sách Xuất Hành, con quên mất cái chỗ nào đấy, nhưng mà chắc chắn là có cái tham chiếu đã xem rồi.
chương 18 hay cái chỗ nào, nói là Abraham người dân tộc Hebrew. Như vậy tất cả mọi người con cháu Abraham chắc chắn là người dân tộc Hebrew. Người Do Thái là người dân tộc gì? Dân tộc Hebrew. Đấy. Các cha hiểu chỗ đấy rồi phải không nào? Tất cả mọi người con cháu của ông Abraham đều là người dân tộc Hebrew vì ông là người dân tộc Hebrew. À, rồi, chưa xong đâu. Và như chúng ta vừa nói là người Juda sau khi được chia đất thì ở cái mảnh đất bây giờ nó là miền nam của người Do Thái, nước Do Thái gọi là miền nam Juda. Đấy. Rồi họ lập quốc sau khi đi lưu đày trở về, những người Juda đấy, cái người của cái chi tộc Juda nó đi lưu đày ở bên Babylon đấy, cái vương quốc miền nam ấy, nó trở về lập quốc. Thì sau này nhiều người ở các dân tộc khác, ở các nước khác đến làm ăn ở nước Juda. Nước Juda là nước Do Thái đấy. Và họ trở thành người thuộc cái đất nước đấy, dù không phải dân tộc Hibri là con cháu ông Abraham. Tất cả mọi người Do Thái đều là con cháu ông Abraham, mà ông là người Hibri thì mọi người là dân tộc Hibri thôi. Nhưng mà cái đất nước Do Thái sau khi đó lập quốc, càng ngày thì có nhiều dân tộc khác, nhiều người ở nơi khác người ta đến. Người ta ở đấy, đẻ con, sinh con đẻ cái ở đấy, sống ở trong cái đất nước đấy. Rồi cuối cùng họ trở thành người có quốc tịch Do Thái. Nhưng mà họ không phải là người dân tộc Hebrew như những người Do Thái khác. Và cứ thế họ xây dựng thành một cái đất nước Do Thái. Sau đến năm 70 sau công nguyên đấy, với cái biến cố mà đi đế quốc Roma, người ta phát tán các người đi trên thế giới, thì có một cộng đồng người Do Thái ở trong nước Do Thái chạy sang Roma. Cái cộng đồng đấy tất cả mọi người đều là quốc tịch Do Thái, nhưng trong cái cộng đồng ấy không phải tất cả mọi người đều là dân tộc Hebrew. Bởi vì họ là người Ả Rập, nhưng mà ông bà tổ tiên của họ đến cái nước Do Thái ở đấy sinh sống làm ăn, và cuối cùng họ lớn lên thì họ là người ở đấy chứ. Và với cái biến cố năm 70 thì cái cộng đồng người Do Thái đi Roma, trong số những người mà là người Do Thái, có quốc tịch Do Thái mà đi Roma, thì có một cụm nhỏ, những người Do Thái mà đang lưu đày bên Roma, có một cái nhóm nhỏ là dân tộc Hebrew, con cháu Abraham. Và cái thư này tác giả muốn viết cho những người Do Thái đang lưu lạc ở bên Roma, nhưng mà không phải tất cả mọi người Do Thái, mà là những người Do Thái chỉ là dân tộc Hebrew, là con cháu của Abraham thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rõ là cái nội dung của cái thư đấy nói về gì. Chứng minh Đức Giê-xu là thượng tế theo phẩm hàm Melchisede. Mấy cái đứa Ả Rập làm sao nó biết Melchisede là ai? Ông bà của nó là người Ả Rập làm sao mà nó biết Melchisede là ai? Cho nên họ có thể đến cái nước Do Thái làm ăn, không tin Chúa. Họ chỉ là người Do Thái thôi, họ có biết Chúa là ai đâu. Nhưng mà cái biến cố chính trị năm 70 buộc họ phải chạy Roma. Cho nên mà họ là người Do Thái thì họ quen biết nhau, nhưng mà không phải là tôn giáo Do Thái. Cho nên họ không phải là người tin Chúa như là những người Hebrew, con cháu ông Abraham. Đấy. Cho nên ngày xưa đó, người ta viết cái thư tiếng Việt Nam, cái dịch là thư gửi tín hữu Do Thái. Tức là nhắm đến cái cộng đoàn những người Do Thái đang lưu lạc ở bên Roma, không đúng. Sau đó các nhà dịch, các giờ kinh phục vụ họ chỉnh lại là phải dịch là thư gửi tín hữu
Hebrew, nghĩa là không phải cái thư đấy gửi cho tất cả những người Do Thái đang sống ở Roma, đang lưu lạc ở Roma, mà chỉ gửi cho những người Do Thái thuộc chi tộc Hebrew, tức là những người tin Abraham, Isaac, Jacob. Rồi mới nói về Melchizedek, chứ mấy cái người kia nó biết Melchizedek là ai đâu. Giống y ta vậy, ta thì cũng là người Việt, nhưng mà có phải tất cả mọi người Việt đều là người Kinh đâu. Thì chỉ có người Kinh thì mới nói về con rồng cháu tiên, chứ còn ô người dân tộc kia nó có phải con rồng cháu tiên không nhỉ? Các anh em dân tộc có thưa Đức Tổng, con không biết đâu. Có phải không cơ? Không biết. Đấy là một cái phiên bản của người Kinh. Còn cái phiên bản của người Mông hay là người Giao hay là người gì thì chả biết là người ta có bằng lòng cái con rồng cháu tiên của mình không. Cho nên khi mà nói về cái điều này thì mấy cái người kia người ta đâu có biết. Cho nên sau này thì nhóm các giờ kinh phụng vụ họ dịch lại là thư gửi tín hữu Hebrew, để minh định rõ đối tượng của cái thư đấy là những người con cháu Abraham, Isaac, Jacob và đang là người Do Thái ở Roma, chứ không phải tất cả những người công dân Roma bị lưu lạc ở bên công dân Do Thái mà bị lưu lạc ở bên Roma, là không phải. Cho nên người ta viết cho nó chính xác hơn thôi, chứ còn viết ngày xưa thì cứ nói là thư gửi tín hữu Do Thái là vì vậy đó. Rồi, con tiếp tục cái chỗ này. Có mấy nhà chiêm tinh ở đấy nói rồi phải không nào? Rồi. Bây giờ con giải thích sang một cái điểm nữa là cái trình thuật các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Hài Nhi này được nhìn trong một cái lăng kính nó hơi khác tí. Đó là những dấu chỉ và những giải mã. Vậy cái này nó là cái gì? Thứ nhất nhá, chúng ta lại phải minh định cái này, không có nhiều người. Hồi xưa bé mình hiểu khác, bây giờ mình phải hiểu khác. Hồi xưa con còn bé cứ coi cái phim á, là nói như này. Ba cái ông đạo sĩ, ba cái ông nhà chiêm tinh ấy, ngủ dậy hay là buổi tối đấy, mở mắt ra thấy có cái ngôi sao, nó có cái đuôi chỉa xuống như thế này. Xong quyết định là họ lên đường. Xong rồi họ đi cái con lạc đà trên cái sa mạc, xong rồi đằng trước là cứ thấy cái ngôi sao chỉa cái đuôi xuống như là chiếu đèn pin Trung Quốc vậy xuống để mà dẫn đường. Không có, không đúng. Hiểu cái đó là không đúng. Tại sao? Tại vì như thế này. Đây, ta xem cái bản văn nhé. Khi Đức Giê-xu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem. Bản văn đặt người đọc vào trong một cái không gian là gì? Giê-ru-sa-lem, không phải phương Đông. Cái câu chuyện này bắt đầu bằng một cái mẩu đối thoại giữa các nhà chiêm tinh với Hê-rô-đê ở Giê-ru-sa-lem. Thì mấy người này nói cái gì? Đức vua dân Do Thái mới sinh ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến đây để bái lại. Chứ các nhà chiêm tinh không, các nhà đạo sĩ không nói rằng cái ngôi sao nó dẫn chúng tôi đến đây. Đấy. Không, trên đường đi không có ngôi sao nha. Không có. Giống như người ta đóng phim là không đúng. Con giải thích cái chỗ đấy. Đây. Bây giờ chúng ta phải đi theo một cái mạch như này ta mới hiểu cái chỗ đấy này. Thứ nhất là từ phương Đông thì cái dấu chỉ là cái gì? Cái dấu chỉ cho các nhà đạo sĩ là gì? Ngôi sao xuất hiện. Rồi. Họ dư khả năng để giải mã cái ngôi sao ấy. Họ giải mã cái gì? Từ nhà họ, họ nhìn cái ngôi sao đấy thì họ giải mã được. Họ giải mã cái gì? Một vị vua mới ra đời, mới sinh. Vua nha, chắc chắn. Vua nước nào? Vua nước Giu-đa. Cho nên khi mà đến hoàng cung thì người ta đặt vấn đề ngay là vua dân Do Thái, vua dân Giu-đa mới sinh ở đâu? Cho nên với những cái gì mà họ giải mã từ cái ngôi sao đấy, họ lên đường. Trực chỉ gì? Trực chỉ nước Do Thái. Trực chỉ hoàng cung, vào gặp vua.
Tại sao vậy? Vì đây là vua mà, thì phải vào hoàng cung mới hỏi chứ, hỏi cái đứa bán xổ số sao nó biết. Cho nên hành trình từ phương Đông đến Jerusalem là một hành trình không ngôi sao. Cái ngôi sao nó chỉ xuất hiện ở phương Đông thôi, rồi họ giải mã cái ngôi sao ấy. Và với những gì họ giải mã, họ trực chỉ Jerusalem. Cứ đi thế đấy, không có nói năng gì cả. Đấy, cho nên cái hành trình từ phương Đông đến Jerusalem là không có cái ngôi sao nào chỉa cái đuôi chiếu đèn pin Trung Quốc xuống đấy mà cứ đi trên đường, không đúng đâu, không đúng. Bây giờ đến Jerusalem làm sao họ vào hoàng cung? Thì ông vua chả ở hoàng cung chứ, ông vua ở gầm cầu, dễ hiểu, không phải hỏi đứa nào cả, ông cứ đi thẳng vào hoàng cung là ông hỏi thôi. Rồi bây giờ vào hoàng cung thì họ gặp ông Herode. Thì bây giờ cái lời mà mấy người đấy hỏi trở thành dấu chỉ cho cái ông Herode: vua dân Do Thái, vua Giuđa mới sinh ở đâu? Thì ông Herode lập tức phải giải mã cái dấu chỉ đấy. Thì ông giải thích, ông giải mã làm sao? Không có vua nào mới sinh cả. Ông biết, ông là người biết chắc chắn nhất cái điều ấy. Nhưng mà vấn đề là gì? Chắc chắn là không phải có vua mới sinh, nhưng mà ông lại quay sang hỏi những cái người, những người thượng tế và các ký lục ấy, là tìm xem đấng Kitô mới sinh ở đâu. Thưa quý cha, cái chỗ đấy là rất hay nha. Tại sao mà ông vua Herode ông bị kẹt cái dụ vua mới sinh, là chắc chắn là ông phủ nhận cái đó là không đúng rồi. Làm sao mà ông lại lập tức đầu ông nghĩ đến là đấng Kitô xuất hiện? À, đấy là cái chỗ rất là hay. Tại vì như này, người Do Thái cứ mỗi khi mà bị đô hộ thì lập tức là người ta nghĩ đến cái ông Kitô, hoàn toàn là theo nghĩa chính trị. Cho nên thưa quý cha, là không phải Chúa Giêsu là người duy nhất được gọi là Kitô. Ở trong Kinh Thánh có, ở trong Cựu Ước có ba hạng được gọi là Kitô: vua, ngôn sứ và tư tế, phải không vậy cha giám đốc? Tư tế là thượng tư tế. Tất cả những người ấy đều được sức dầu, và tất cả những người ấy đều được ủy thác một sứ vụ để mà thi hành theo như Chúa muốn. Mà trong Cựu Ước thì nó có một cái nhân vật không được sức dầu cũng gọi là Kitô. Đấy là vua Kiro của đế quốc Ba Tư. Vì trong cái nhìn của người Do Thái thì cái ông Kiro đấy là người Chúa dùng để đưa dân Do Thái từ ở bên Babylon về lại quê hương của mình. Cho nên nếu chúng ta đọc sách Nehemia hoặc là Ezra đấy, thì chúng ta thấy người ta minh định rất rõ là Kiro là đấng Kitô. Dù ông không được sức dầu như mấy người kia, nhưng mà ông ấy thi hành cái sứ mạng Chúa ủy thác cho ông là đưa dân Do Thái từ bên Babylon trở về. Nhưng mà chúng ta thấy cái chỗ đấy cũng rất là hay nha. Cái ông đấy ông không hề biết Chúa là ai, mà ông đấy cũng không nhằm mục đích là đưa cái dân Do Thái đi về đất hứa. Khi mà đế quốc Ba Tư người ta trỗi dậy để chấn áp cái đế quốc Babylon, thì cái điều đầu tiên mà cái ông vua của đế quốc Ba Tư ông làm là gì? Ông muốn an dân. Mà cái tay Babylon là nó rất ghê gớm, là nó đi đến đâu, nó đô hộ đâu là nó hốt dân về để xây dựng cái đất nước Babylon của nó. Thì cái đế quốc Ba Tư nó trỗi dậy, thôn tính cái đế quốc Babylon, thì cái điều đầu tiên mà họ làm là gì? Cho tất cả những người bị bắt đi lưu đày trở về quê hương. Không phải là người Do Thái là dân tộc duy nhất được trở về hồi hương không nhá, không có. Tất cả các dân tộc mà bị đế quốc Babylon mà nó đưa đi hồi hương là người đế quốc Ba Tư cho về hết. Đứa nào thích về ông cho về hết, không có ở đây làm gì cũng tốn cơm. Khi mà người đế quốc Ba Tư nó vừa mới chiến thắng xong thì cái việc an dân là quan trọng nhất. Thứ nhất, cho người ta về quê đứa nào nó chả thích. Thứ hai, cho nó về nó vui lòng thế thì nó không chống mình, nó ủng hộ mình. Thì cho về chứ còn gì nữa. Thế để đây làm gì? Đâu có xây dựng cái đế quốc Babylon làm gì nữa, đây là đế quốc Ba Tư mà.
Và đấy là một cái chính sách rất là chính trị của đế quốc Ba Tư. Và thế là dân Do Thái vì cái điều ấy về. Nhưng mà trong cái nhìn của đức tin ấy, chúng ta xem theo quý cha, nhìn trong lăng kính chính trị, đây là một cách để mà cai trị cái đế quốc mà cái đế quốc Ba Tư nó vừa mới chiến thắng đấy. Nhưng mà trong cái nhìn của đức tin người Do Thái ấy, thì họ nhìn cái biến cố ấy là Chúa đưa họ hồi hương. Và Chúa làm sao mà đưa họ hồi hương? Vì cái ông vua Kiro đấy. Cho nên ông Kiro trong cái nhìn đức tin của người Do Thái, của người Juda miền Nam là người được Chúa chọn để đưa dân trở về. Đấy, vấn đề đó là cái đấy đấy. Rồi, bây giờ cái ông vua Herode, ông nghĩ là dân nó đang bị đế quốc Roma cách này cách khác là muốn đi vào cái nước Do Thái thôi. Cho nên á, người ta không làm gì được thì trong đầu lại nghĩ đến cái chuyện là phải có Kitô xuất hiện thôi. Kitô phải xuất hiện thôi. Cho nên vì ông Herode ông cai trị cái đất nước, cho nên ông thấy cái lòng dân, ông hiểu là bây giờ nguy cơ của đế quốc Roma là nó vào đây rất là mạnh rồi. Mà bây giờ dân thì không làm gì được. Phải chờ đấng Kitô thôi. Cho nên trong cái bối cảnh này, dân nó đang chờ đấng Kitô xuất hiện. Cho nên cái gợi ý đấy là một cái gợi ý làm cho ông Herode ông nói với những người kia là đây, vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại để hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Chứ không phải là để hỏi cho biết vua dân Do Thái mới sinh ở đâu nha. Đấy, cho nên chúng ta thấy nhé, từ cái câu mà những người này là hỏi là vua dân Do Thái này. Đây này, câu này. Đây là dấu chỉ đối với ông vua Herode. Thì ông giải mã ra cái gì? Ông giải mã ra được là Kitô. Đấy. Giải mã ra được cái chữ đấy. Rồi bây giờ tắt viết theo cái chữ Kitô mà ông giải mã ra được lại trở thành dấu chỉ cho các thượng tế và kinh sư. Đấy, tìm xem. Và các thượng tế và kinh sư đương nhiên là phải giải mã dựa trên lời Chúa là Mika 5:1-5. Thì nhờ cái 5:1-5 họ giải mã ra được Bethlehem, Ephrata, ngươi không phải là vân vân đấy, chỗ đấy. Rồi sau đó nhé, với cái giải mã của các thượng tế và kinh sư thì các đạo sĩ thực hiện một hành trình từ Jerusalem đi Bethlehem. Từ Jerusalem đi Bethlehem để tìm gì? Đối với họ là vua, nhưng mà đối với Herode là Kitô. Và khi họ ra khỏi cái chỗ Jerusalem thì bản văn nói là ngôi sao mà họ đã thấy ở phương đông lại xuất hiện. Đấy. Cho nên cái hành trình từ Jerusalem đi Bethlehem là một hành trình có ngôi sao. Còn cái hành trình từ phương đông đến Jerusalem không ngôi sao. Đấy. Mấy cái đấy mình không có minh định là mình không biết. Mình cứ tưởng là ngôi sao là cứ đi suốt như vậy, không đúng đâu, không đúng. Thì cái bản văn nó ghi thế. Nếu mà mấy ông ra khỏi Jerusalem thì mấy ông biết là phải đi Bethlehem rồi, có điều là số nhà mấy thì ông không biết thôi. Thế cái ngôi sao nó đi trước và cái ngôi sao nó đến cái nơi mà hài nhi đang ở thì dừng lại, khỏi phải hỏi. Đấy, bây giờ giống như GPS lại cứ bật cái là đến cái chỗ đấy là nó đến, không phải hỏi đến nào. Rồi họ đi tìm ai? Họ tìm một vua và họ tìm một Kitô này. Nhưng mà chúng ta để xem khi mà đến Bethlehem thì họ thấy ai? Thấy một con trẻ với một bà mẹ trẻ. Đấy, hai đứa cùng trẻ cả. Con cũng trẻ mà mẹ cũng trẻ. Mà họ đi tìm gì? Vua Kitô. Bây giờ đến thấy một con trẻ và một bà mẹ trẻ.
Nhưng mà cuối cùng thì tác giả sách Tin Mừng Matthew nói họ sắp mình, à cái chỗ này phải dịch là cái bản văn Hy Lạp viết rất là hay là pesontes. Pesontes là sắp mình. Prosekunesan auto, họ thờ lạy người. Sắp mình, họ thờ lạy. Mà đối với Do Thái thì cái động từ mà thờ lạy dành cho Chúa thôi, không có thờ lạy ai khác. Cho nên cái hành vi sắp mình thờ lạy là hành vi nhìn nhận tư cách Thiên Chúa của con trẻ, rồi sau đó dâng lễ vật. Như chúng ta vừa nói, ba cái lễ vật mà các nhà đạo sĩ dâng thì nói đến vua này, Thiên Chúa và con người. Đấy, ý nghĩa của nó là thế. Rồi thì sao? Rồi bản văn nói cái gì nữa? Bản văn nói là cái bản văn Hy Lạp nó viết như thế này: từ hay là bởi cái con đường khác đi Ales Horu, bởi hay là bằng cái con đường khác Ane Khoresan Aisten Khoran Auton, họ không có trở về. Cái động từ Ane Khoreo này, Ane Khoresan này, động từ này là động từ depart, lên đường, khởi hành tới xứ sở của mình. Tại sao chúng ta phải hiểu cái chữ này để làm gì? Đấy, nó viết như vậy nó rất hay ấy, mà Việt Nam mình nhiều khi cái dịch là trở về nhà. Không phải đi đến đấy xong giờ về nhà đâu. Bằng con đường khác họ khởi hành tới xứ sở của mình. Tác giả nói như thế để làm gì? Để cho thấy cái hành trình của các nhà chiêm tinh là gì? Tìm, nhận biết, thờ lại, lên đường. Không có quay về nhé, không. Đó là một hành trình của đức tin đấy, thưa các cha. Một hành trình, đức tin là một hành trình gì? Nhận biết, tìm kiếm. Đấy. Tìm kiếm, nhận biết, rồi lên đường. Cho nên người ta viết, có câu, có chữ của người ta, người ta viết rất là hay. Có điều mình cứ dịch linh tinh như thế thôi chứ còn... Về, trở về nhà có phải không? Việt Nam mình dịch là mấy ông ấy xong rồi theo lối khác mà về nhà mình có phải không? Đấy, đến xong giờ đi về nhà. Không đâu. Bằng một con đường khác họ khởi hành tới xứ sở của mình. Không phải quay trở lại xứ sở của mình. Họ đi tới xứ sở của mình. Cho nên chúng ta nhìn thấy một cái hành trình. Tác giả Matthew viết về một cái hành trình của các nhà chiêm tinh này là một con đường, một lộ trình của đức tin. Lộ trình của đức tin là thế. Lộ trình tìm kiếm rồi nhận biết. Đấy, các nhà đạo sĩ, các nhà chiêm tinh nhận biết Chúa rồi lên đường. Cho nên nó cũng là một cái gợi ý rất hay để giúp chúng ta, giúp cho những người tân tòng, giữ tòng. Cái con đường đức tin là con đường gì? Con đường tìm kiếm Chúa. Các bạn đến đây, các bạn có tìm kiếm Chúa không? Hay là các bạn đến đây để cưới vợ? Phải đặt vấn đề thế chứ. Nhiều khi người ta đến, người ta đi tìm kiếm nhưng mà không phải vì muốn tìm kiếm Chúa mà tìm kiếm vợ. Đấy, nó đi lấy vợ đấy chứ, nó có muốn tìm Chúa đâu. Hay là có những người nói như này này. Để yên tôi coi cha, ở trong Sài Gòn có mấy cái đứa nó bảo là để yên tôi coi cha nói sao, coi nó có hợp lý không thì tôi tin có thôi. Nhưng mà thưa quý cha, đức tin là một ân ban nhưng không. Chúng ta đâu có thể mà thuyết phục người ta theo đạo được, không có, mình không làm cái đấy được. Là một ơn ban, Chúa ban nhưng không. Cho nên á, cái điều đầu tiên khi mình dạy giáo lý là mình phải hỏi người ta là bạn có tin Chúa không? Nếu mà chưa tin Chúa thì tôi không làm cho bạn tin Chúa được đâu. Bạn tin Chúa đi, rồi tôi nói với bạn, chia sẻ cho bạn một lý lẽ giúp cho cái điều bạn tin ấy, nó không có mê tín. Thế thôi. Chứ còn bây giờ bạn bảo để tôi coi ông cha giảng coi sao, nghe có hay không mới tin. Không được. Con muốn chia sẻ cái điều đấy là người ta tìm kiếm thật không? Đấy, người ta có tìm kiếm thật không?
Nếu tìm kiếm thật thì mới nhận biết. Và người ta nhận biết rồi người ta mới lên đường. Không có là không ra được. Cái hành trình của các nhà chiêm tinh này nó gợi ý cho chúng ta cái điều đấy, thưa các cha. Phải xem người ta có tìm kiếm Chúa thật hay không. Ép người ta theo người ta có giữ đâu. Người ta không tìm kiếm Chúa mà ép người ta phải chịu phép rửa. Không được. À, cái chỗ đấy không được nha. Chỗ đấy là chắc chắn là không được. Rất là hay cái chỗ đấy. Để lúc nào sẽ phân tích cái câu cuối cùng của cái tin mừng Thánh Matthew còn sẽ nói về cái chỗ đấy là tại sao lại không được. Không có đơn giản cái chỗ là cứ rửa đâu mà không được đâu. Không có hữu danh mà vô thực. Đấy không được. À thôi còn 10 phút nữa con giải thích cái câu cuối cùng của tin mừng Thánh Matthew vừa nói về cái chuyện mà đây. Đấy. Đây là cái lệnh truyền cuối cùng của Chúa đây này. Ở trong cái lệnh truyền này nó có, thứ nhất, nó có 4 động từ. Chúa nói đi. Đi là một động từ trong tiếng Việt. Đi, làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa và dạy họ tuân giữ mọi điều. Chúng ta thấy ở trong cái lệnh truyền cuối cùng của Chúa nó có 4 động từ này. Thứ nhất, anh em hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Thưa các cha, trước khi con đi học về Thánh Kinh, con không biết là 4 cái động từ đấy thì cái nào là chính đó. 4 cái đấy. Đi làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, dạy họ tuân giữ. Cái nào là chính? Nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ như mình ấy, thì là cái tiếng Việt không có biết được. Có người thì bảo là đi là chính, có phải không? Tại vì hoa chân ở chân cho nên hoa ở chân cho nên là thích đi thì nói là đi là chính ấy. Không hẳn đâu. Ở trong cái đấy, ở trong 4 cái động từ đấy, chỉ có 1 động từ mà ở trong tiếng Hy Lạp người ta chia thôi, là động từ làm cho nó thành môn đệ. Động từ đấy là động từ chia, và chỉ có 1 động từ chia mà thôi. Còn 3 cái động từ còn lại nó không có ở mệnh lệnh cách, mà nó là một phân từ đi theo. Mà nó ở phân từ thì chắc chắn là phụ. Làm cho nó thành môn đệ. Đấy. Cho nên chúng ta xem mình muốn làm nào làm, cuối cùng nó phải thành môn đệ mới được. Còn nếu không thành môn đệ là không được. Thì có đi đâu, không đi đến đâu. Nó mà không thành môn đệ nhé, thì mình làm phép rửa cho nó, nó có thành môn đệ không? Không. Mặc dù là sổ rửa tội có ghi tên ấy, nhưng mà thực chất nó có làm môn đệ đâu. Mình đã làm cho nó thành môn đệ đâu. Và thưa các cha, việc mình làm cho nó thành môn đệ thì khó hơn nhiều so với việc làm phép rửa. Việc mà rửa tội thì cực kỳ đơn giản. Nhưng mà việc làm cho nó thành môn đệ là không đơn giản tí nào. Chúa không có nói ta làm kiểu nào, đấy là chuyện của ta. Nhưng mà ta phải làm cho nó thành môn đệ thì mới rửa được và mới dạy nó tuân giữ được. Còn nếu mà nó không làm môn đệ, bảo nó giữ thì chỉ có cha giữ thôi, chứ còn lâu em mới giữ. À, cho nên chúng ta xem nhé, nó có 4 động từ. Thứ nhất là đi. Nhưng mà cái động từ đi ở trong tiếng Hy Lạp này nó rất hay, là nó ở thể bị động. Đấy, các cha xem cái chỗ bên này nó là chữ passive này. Có thấy không? Cho nên cái tiếng Việt Nam mình là không dịch được. Mình chỉ dịch là đi thôi. Nhưng mà không phải là đi. Không phải là muốn đi đâu thì đi, mà là bị đi. Nó bị động mà. Bị đi nghĩa là sao? Cái chỗ mà động từ bị động rất hay ở chỗ này này. Không phải là mình xung phong đi là được đâu nhá. Không được. Không phải là muốn đi đâu thì đi. Không phải là muốn đi đâu thì cứ việc đi. Mà đi trong cái sự chỉ định mới được, là được đi. Có phải là mình muốn đi đâu? Mình muốn đi thì được rồi, nhưng mà đi đâu là chuyện không phải của mình. Chuyện của Chúa, không phải chuyện của mình. Mà giờ cái chỗ đấy dịch lời khó đấy.
được đi đấy, hay là bị đi thì nó lại nặng quá nhỉ, được đi, được sai đi đấy, ước muốn đi thì được, nhưng mà là ước muốn trong tình trạng là được sai đi chứ không phải là muốn đi đấy. Cho nên không phải là muốn đi đâu thì cứ việc đi, không phải. Đức cha bảo đi đâu thì là đi đấy, chứ không phải là... À, Đức cha bảo đi đâu là đi đâu, chứ không phải là đi đâu đi đấy thì đi được. Đức cha bảo con đi đâu là con đi đâu, đấy. Bảo đang cái chỗ đâu đấy là ngay cái chỗ đâu đấy, không phải đến đâu mà là đấy, không phải. Đâu là đấy, 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 chỗ đấy. Đấy là được sai đi. Đấy. Cho nên cái động từ đó nó rất hay. Mặc dù nó phụ thôi nha, nhưng mà nó nói ý nghĩa của nó. Hãy đặt mình trong tâm thế là người được sai đi. Sai đi chỗ nào đấy là chuyện của Chúa, không phải chuyện của mình. Nhưng mà luôn luôn đặt mình trong cái tâm thế như thế. Rồi, liền sau cái động từ được sai đi là gì? Làm cho muôn dân thành môn đệ. Muôn dân nha, không có loại trừ ai. Làm kiểu nào đấy thì sáng nay con đã chia sẻ rồi. Từ chính cái kinh nghiệm của ta này này, giúp cho người ta thành môn đệ của thầy, không phải biến nó thành môn đệ của mình đâu nhé. Không, môn đệ của thầy, làm cho muôn dân thành môn đệ của thầy. Rồi cái động từ phụ đi theo mới là làm baptizontes autus. Baptizontes autus, làm phép rửa cho họ. Eisto onoma tu patros, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và một cái động từ tiếp theo là didaskontes, dạy dỗ họ tuân giữ tất cả mọi điều thầy truyền cho anh em. Cho nên cái lõi của nó là làm cho người ta thành môn đệ, làm cho muôn dân thành môn đệ, cái lõi nằm chỗ đấy. Nếu chúng ta không làm cho người ta thành môn đệ, không có rửa tội được, không rửa được. Vì cái chuyện rửa tội nó là mệnh đề phụ, nó không phải mệnh đề chính. Nếu không có cái mệnh đề chính thì các cái mệnh đề phụ trong câu này không có ý nghĩa gì. Dạy dỗ họ tuân giữ không có ý nghĩa gì nếu không làm cho nó thành môn đệ. Cho nên cái gợi ý của cái câu, cái lệnh truyền cuối cùng của Tin Mừng Thánh Matthew là thế: làm cho muôn dân thành môn đệ của thầy. Đấy, cái thần học sứ vụ nó nằm ngay cái chỗ đây này. Đức Giêsu được Tin Mừng Matthew trình bày như một vị thầy, và Ngài đón nhận tất cả mọi người như là người môn đệ vậy. Và chúng ta là những người môn đệ thì sứ mạng của mình là gì? Giúp cho người khác nhận biết để trở nên môn đệ của Thầy Giê-xu. Đấy là sứ mạng của chúng ta. Và khi chúng ta giúp cho người khác nhận biết và trở nên môn đệ của Thầy Giê-xu, chúng ta là đồng môn. Chúng ta là những người cùng là môn đệ của Thầy Giê-xu. Chúng ta không có nhiều thầy. Chúng ta trong đức tin chỉ có một thầy. Đấy, Chúa Giê-xu cũng nói là một thầy. Anh em chỉ có một thầy. Đấy. Và chúng ta là môn đệ. Đấy, cái thần học của Tin Mừng Thánh Matthew nó là thế đấy. Cho nên chúng ta để ý cái cốt lõi, cái sứ vụ của mình mà Chúa Giê-xu ủy thác cho ở trong cái đoạn cuối cùng của Tin Mừng Thánh Matthew là làm cho muôn dân thành môn đệ của Thầy. Đấy là sứ mạng của chúng ta. Bởi vì chúng ta không là thầy, chúng ta chỉ là môn đệ thôi. Không có thể nào mà làm thầy được. Và nhiệm vụ Chúa ủy thác cho mỗi người chúng ta trong tư cách là người môn đệ, lấy cái kinh nghiệm làm môn đệ của mình trong tương quan với thầy, giúp cho người khác trở thành môn đệ của thầy. Lời thầy ở đâu? Năm bài giảng. Đấy. Lời của thầy là năm bài giảng đấy. Cứ xem vào đấy, mày cứ xem vào đấy là gì? Thì là mày biết. Chứ không phải là lời của mình. Mình có phải là thầy nó đâu. À, cho nên đấy là một cái điều rất là độc đáo của sứ điệp Tin Mừng trong tương quan với cái kiểu khôn ngoan của con người bình thường. Vẫn là mình dạy ai thì người ấy là học trò của mình, phải không? Không, chúng ta không có dạy ai cả. Chúa Giê-xu là thầy dạy mỗi người. Chúng ta đóng vai trò giúp họ bằng chính cái kinh nghiệm làm môn đệ của mình để họ cũng trở nên môn đệ của thầy. Sứ mạng của chúng ta nó là thế. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu rõ như thế, chúng ta minh định rõ như thế, thì những gì mà Chúa nói với chúng ta
nó mới trở thành cái sứ mạng mà Chúa muốn ủy thác cho chúng ta thấy. Cho nên này con xin kết thúc cái phần nói chuyện hôm nay bằng cái lệnh truyền cuối cùng của Chúa đấy, để giúp chúng ta có được một cái sự rõ ràng ở trong cái sứ mạng của mình là gì dưới ánh sáng thần học của Tin Mừng Thánh Matthew. Xin cảm ơn Đức Tổng và quý cha chiều, ngày sáng mai chúng ta sẽ lại tiếp tục. Cảm ơn.